ui, cái tháp này đó. Wow, cái tháp kia. Wow, tháp gì đó? Tháp gì đây? Tháp Eiffel. Này các bạn ơi, tháp đẹp không? Trời ơi, cái tháp này nhìn nó phê thế. Nhưng mà trèo lên trên đỉnh tháp được không nhỉ? Rồi ok, mình sẽ tiếp tục đi nào. Lên tháp rồi. Lên tháp à? Tháp đi được nào. Ô, sao lại ngăn cắt thế này? Đây này, này, này em yêu. Lội về trong, cắt treo. Ôi, lên tháp đã. Đi nói đi này. Đây là lối về cắp treo. À, cái này cắp treo hả? Nó gây thay. À, ok. Đây có đường xuống tháp đây mà ngăn rồi nè. Nó bắt mình đi đường khác. Nó đi chào. Đói quá, đói không cầm gì đi ăn. Nè, yêu đời không? Mẹ được cõng hồi nãy cõng sướng cười. Tét tét rồi yêu đời lắm. Phê quá các bạn ơi. Chào em. Bắt tay cái. Em có chơi Liên Quân không? Không. Không chơi à? Ồ, thôi tỏ. Quên quá. Sao hỏi thằng nhóc? Ít mẹ. Thôi đi. Cưới đi. Cho em có chơi Liên Quân không? Em không. Không nhá. Thôi chị phải. Chán thịt chứ. Lâu lâu hỏi người cái. Không, em không chơi. Thôi sao. Thế là xong rồi. Ơ, thế đường xuống chùa đâu? Cái tháp đâu? Thôi xong. Có mẹ với Mia đâu rồi? Thế là không được lên cái tháp đó à? Thôi ngắm tháp lần cuối. Tháp, ui xùi, ui. Đẹp thế. Đây. Đây có một lối mòn. Nếu mà mình đi một mình sẽ leo đường này lên cho nó nhanh các bạn. Bỏ lên. Bò trườn. Anh em mình đi đường tắt đi vậy. Bò trườn ở trên đó đây đi vậy. Đi. Xong rồi vào đó anh em mình ngú ý một tí. Ok không? Ôi mẹ đâu rồi? Cây à, giáo giống đỏ. Điện thoại đi mẹ cầm rồi đó. Khăn lăm bong bong xong lăm tòng tròng. Đây điện thoại anh cầm đây. Anh cầm hả? À, điện thoại của mình anh cầm. Mẹ đâu rồi? Kệ nhanh cho kịp mẹ. Kịp cái gì? Trời mình thanh niên trai tráng. Đẻ 5 đứa còn được nữa. Kịp nào. Tí quay kiểu tròn tròn nó phải hợp lý không ạ? Kiểu quay tròn tròn nó phải hợp lý ấy. Đúng không? Đấy, đã lén nhéo đằng trước rồi kìa. Kìa, kìa, kìa. Nhiều hai thằng lên đã làm đẹp ha. Nó không cho ra quá luôn. Đẹp thật đấy chứ. Đây. Cơm bình dân. Đói rồi sao? Đây con cơm phở đây. Đâu? Đây là nhà nghỉ thì cũng cơm phở đây. Này, cơm phở đây thầy. Bây giờ không có nhiều rồi. Em gọi ra rồi. Em có cái rồi thầy, mua chi nữa em. Em mua vòng móc. Mì à? Em mua cái này rồi. Em mua rồi. Cái rồi. Rồi. Đâu keo thì gắn keo ở đây mà. Mẹ. Này bao nhiêu tiền? 200 ngàn 5 cái hay là 1 cái? 200 ngàn 1 cái. À 1 cái. Cái mà cho em cái vòng tay vòng cổ đi. Cái sáng này ra. Có cái nào rẻ rẻ không? Cái nào rẻ nhất? Cái này có rẻ không? Có 30 nghìn đây. Uống nước đi, uống mía đi. Dạ uống nước đi. 1 ly nó cũng với bao nhiêu tiền? 25 nghìn có bằng giá kia rồi. Dạ dạ dạ. Không vác lên. Còn mì Cung Đình thì bao nhiêu tiền một hộp? 3 ngàn một hộp hả? Đói, đói, lấy cho một hộp đi. À, mẹ ăn này không nhỉ? Không. Anh. Không. À vậy em anh mỗi người một ly. Một cái hộp. Gì đấy? Cung Đình. Trong này nó là cái gì? Mì gói. Mì gói á. À. À. Mày có đói quá rồi nhờ anh Hào Hào. Có mì Hào Hào không? Không, có Cung Đình thôi.
Hảo đây, Hảo đây. Mặc áo vào lạnh quá. Lạnh người còn gì nữa, tao lạnh thì lấy. Còn để lạnh còn mắt mù rồi, mù rồi. Không nhìn thấy gì hết rồi, từ xa, gần gần thôi, xong thấy xa rồi. Lên trên này các bạn ơi. Ở đây có một bức tượng bằng đồng rất là to này các bạn. Nhìn thấy ác lên không? Quá dữ dằn. Wow, nhìn trên này nhìn này. Này hoa sứ đúng không mọi người? Ui nhìn nó hùng vĩ trên này. Ô các bạn nhìn thấy gớm mặt không? Nhìn nó ớn ăn không? Kìa, cái chùa mà mình tí nữa mình sẽ leo lên tít 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 bên trên kia kìa các bạn. Wow, nhìn nó ghê quá. Hùng vĩ quá. Bên kia là cái tháp hồi nãy kìa các bạn. Ở cái xa xa cái tháp là cái nơi cắt treo ấy. Đây, thôi. Mình quay cho các bạn xem sơ qua về cái nơi này rồi nha. Lên chuẩn bị lên trên này, bắt đầu của hành trình mới này. Bắt đầu của hành trình lên trên này xa lắm ấy. Bây giờ đi lên là không là Phật phù hộ rồi không mệt đâu. Mình phải lên. Đình thiên, thiên tử. Úi giời. Đây. Ôi mẹ ơi. Trời ơi nhìn này. Kìa các bạn lên trên đỉnh kia kìa. Đẹp quá. Đỉnh thiên yên tử. Hay nhớ các bạn. Hãy chụp cho anh tấm hình không vậy? Ô, cái này em quay video mà cái đồ đường. Thằng nào lên trước có cho 10.000. Ôi nhiều quá. Nhìn này các bạn đường đi này. Có này mà đi được cũng giỏi. Con ăn chưa cởi áo à? Con ăn vẫn chưa cởi áo rồi. Ngồi đấy thì nó lại lạnh lạnh, leo lên một tí rồi đổ mồ hôi ra nóng. Để mình vẫn bước xuống nữa. Nha được, chân bắt run mà chân mày vẫn chắc lắm. Vất vả quá. Ra lên cái chùa này cũng hơi căng. Đúng chất kiểu thổ phỉ. Cái này thì không phải nắc eo thế. Trời ơi, nó thẳng đứng thế này. Đi vừa quay đó, trời ạ. Leo lên như thế này chắc là teo ông cô quá. Không xem giờ, cái lúc lên là bắt đầu nữa. Nha mỏi không? 12 giờ nữa lên lên đâu? Ở chờ bên kia. Nha bước khỏe không? Nha mỏi không? Ai ạ. Cái cục cá này. Nhìn các bạn thấy dốc thẳng đứng không? Nè. Đến đây nhìn đẹp quá. Cho các bạn xem toàn cảnh này. Đẹp cảnh quá, đẹp cảnh quá. Đi nối lại bước chỗ này. Còn cái dốc thẳng đứng lên trên nữa kìa. Thốn. Hai bà cháu leo kia. Dạo này ăn nhiều quá, giờ phải mình phải đi cho nó bớt đi. Hai kiểu này nó rông lên như dốc đứng ấy nhỉ. Họ có xây mấy cái bậc này này cho mình leo này. Ây da. Này bằng đá này. Thùng rác à? À họ xây cái này thành đác, rác. Nhìn trên này nhìn xuống nhìn nó. Hùng vĩ ha. Nhìn xuống sợ lắm. Cảm lắm. Các bạn có thể thấy là tít 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 mờ mờ kia không? Đó là dưới khu đô thị bên dưới đây này. Mờ. Nhìn thấy không? Thấy chứ. Đây. Nó mờ quá đây này.
mở lắm, mở cực kỳ luôn. Đấy đấy, cái cha ca cáp bên này nó chạy lên chỗ đâu kia cả. Rồi đi. Cáp treo bên kia các bạn. Cáp treo nó chỉ lên đến một cái chỗ cố định kia thôi, xong rồi họ phải đi bộ qua bên này á, chứ không phải là cáp treo lên trên đỉnh đầu đâu. Núi Yên Tử. Nhỏ này, cái núi này chắc là teo cùng cua quá. Núi Yên Tử. Đợt này ra Bắc chuyến đi hơi bị phê. Hôm trước đi núi Rành, hôm nay đi chung núi này. Núi Rành đi xíu xíu là tới à. Mà nó không dốc đứng kiểu này, có bậc thang hết rồi. Thật không? Không sao không? Có, tối lại chúng này. Tối cứ mua này, tối làm chúng. Đi thôi. Mình sẽ chạy lên trên này trước. Đây, mình tới đây này các bạn. Với có công sức của mình thì chạy véo 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 véo. Ôi má ơi, nhìn đứng dưới này ghê quá. Em sợ đâu cao không? Tốt nhất thì cứ nằm trong đây cho chắc ăn. Mẹ ngồi đấy, lăn bố xuống đây, bố mồm. Anh nhìn ghê quá các bạn ơi. Mẹ nhìn sợ thật luôn đấy, nhất là cái bậc thang như thế này này. Ồ đi, nhìn sợ vãi đây. Đồi núi Diệp Trùng. Mình cứ tưởng cái đồi bên kia nó cao rồi, không ngờ đồi này còn cao hơn nữa. Núi này cao hơn núi kia. Khiếp. Tới rồi, tới rồi các bạn ơi. Phê quá vời rồi. Mình sẽ chạy lên trên này cho các bạn xem nha. Mỏi chân quá. Đây là chùa Yên Tử nha các bạn. Ui kìa, cái đao kìa các bạn. Đao chịt đầu. Đây, lối về có hai lối các bạn ạ. Hồi nãy là mình đi bên kia. Tí nữa mình về, mình sẽ về bên này. Hồi nãy mình đi bên kia đi lên. Tí nữa mình sẽ về bên này đi xuống. Trông nó hùng vĩ không? Trên này chả có gió gì hết nhỉ? Nóng thế. Đây, chờ đây các bạn. Đỉnh ơi kìa. Cái đao chặt đầu của anh Thăng kìa. Anh Thăng. Cái đao chặt đầu của anh kìa. Đấy, lên chặt đầu, lên cái đao chặt đầu kìa xem này. Đây, cái chỗ ngồi của Mia đây. Đây có chỗ ngồi các bạn ạ. Cẩn thận, nằm cái gì kìa. Nhìn số này. To này, như này chim măng mà hai mụn diễn đấy, đúng không hả? Nhìn này, nhìn này, mệt này, nhìn này, tay to. Rồi chuẩn bị mình sẽ lên trên nhé các bạn. Đợt này căng. Let's go. Đâu? Sao vậy? Hoành tráng lắm à? Chóng mặt lắm. Hết hết. Mày hết đi hả? Anh hết đấy. Nhìn nè, hoành chỗ hồi nhìn kìa. Ồ đã à. Ôi chó. Hả chó. Dù hoa rốt một quá mình chết rồi. Dù khốn nạn. Thì khốn nạn. Có thành chồng khốn nạn thế này còn gì nữa. Dù mẹ nó tai nạn bây giờ. Em đấu hai mùi chắn. Đây tên địch rồi.
Có được không ạ? Em có đeo rồi, không được đâu, anh lên cõng này. Cõng luôn dán. Nó lại chả có gì khó khăn cả. Chào các bác nhé. Còn nhảy đấy chứ. Trong ở dưới cái nhìn trông xa, trên này nhìn xuống trông ngắn nhỉ. Này cao nhất chưa? Không ạ. Con rồi, con đây cho mẹ xem, à, cho các bạn xem này. Ủa nhìn nó dựng đứng này ghê không? Trời ơi, chú ăn chưa? Uế ơi, cái này chắc cao nhất quá các bạn. Đây các bạn nào thích lên đây ngắm cái này nha. Chắc chưa? Trèo đây để nhìn quay cho các bạn xem này. Đấy. Từ 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 từ. Cho các bạn xem ở trên cạnh thiên bồng này đã. Úi hổ ơi nhìn này. Hùng vĩ không? Dưới kia không nhìn thấy gì luôn, dưới kia không nhìn thấy gì thật. Đâu, đi qua cái chuồng rồi. Ui. Hoành tráng không? Nên xe này đông. Ui. Giấy này sao chặt. Thôi đi về. Xuống dưới thôi. Đi nào. Đi. Hết xăng rồi. Ngoài chân lắm. Bây giờ là trên đỉnh núi gì vậy? Đúng rồi. Bây giờ là trên đỉnh núi Yên Tử đó. Đúng rồi. Là cái núi cao. Chắc là tầm cao nhất ở đây ấy. Ghê thật chứ. Cao nhất. Cái chùa giống như chùa gỗ ấy nhỉ? Gỗ đây. Gỗ á? Gỗ xi măng. Trên này cũng cây táo thì nhưng nó có quả thì nên có công đức rồi ấy thôi chứ không có bán. Ui nhìn hoành tráng không? Yeah. Thôi đi xuống nào. Về thôi, xuống chùa dưới nào.
đi đúng một vòng, một vòng luôn. Ôi chỗ này đi ghê vậy. Đi sướng anh bám vào vào cái bậc này. Đi ghê quá. Đây, bám vào đây này. Đi xuống này. Cái chằng. Nhìn thấy ghê quá. Cái này dốc thẳng đứng này. Đây, cho các bạn quay bên xem bên này. Mẹ đau hết đầu ngón chân rồi, chết rồi. Đậu xanh. À. Này tham quan thôi, nhưng mà cho các bạn xem chứ. Đây cũng có đường xuống mà. Này các bạn nhìn đây. Ê, ghê chưa, hoành tráng chưa. Chùa này xa quá trời xa. Sẽ nhảy qua bên này cho các bạn xem nha. Nhìn thì ghê quá. Hãy xem ra đây. Ui, định mạnh đưa một con chân qua nè. Con chân còn lại đâu vậy? Chỗ ấy. Ngay. Mát lạnh luôn. Nguy hiểm quá. Đau đầu ngón chân quá các bạn. Đau vai cả lều. Ơ à, thế mọi người đi đường kia bỏ mình rồi. Thôi xong. Ôi đi đường thì ghê quá các bạn ơi. Tóm đậm thật đấy. Ok, bây giờ mình chạy này xong có lẽ mình sẽ quay lại sang bên kia. Hiện tại bây giờ đang gió. Gió, các bạn có thể nhìn thấy sương mù bên này không? Nhìn này. Đó, sương mù kìa. Đây toàn là núi không à. Bên kia là cái nơi mà mình tí nữa mình sẽ ra đó xong rồi mình xuống cáp treo này. Bây giờ mình sẽ chạy ra di chuyển xuống cái chùa dưới này. Di chuyển dưới này xong rồi đi thẳng qua bên kia là cáp treo đi về luôn đấy. Nó coi như là kết thúc hành trình. Thì mình sẽ tiếp tục đi qua đường kia này. Eo ơi, đi xuống ghê quá các bạn ạ. Nhìn cảm giác nó sợ sợ ấy. Chuồng đường, đây có đường xuống, đi đâu đây ta? Đi đi. Đi đi. Bố Hảo ở đây, bố Hảo không về đâu. Bố Hảo quéo con cô rồi. Hình như là đây có hai đường. Đường đi đường này cũng được. Phải không ta? Hình như cũng xuống dưới đấy cả mà. Đúng rồi. Có lẽ mình sẽ đi đường khác. Sau nhà mình đi đường khác, mình sẽ đường này nha các bạn. Em thấy ghê quá vậy. Chuẩn bị. Nhảy. Đeo vào tay mới được ấy. Bên kia đông người, bên này chả có ai. Hôm nay mình sẽ cho các bạn ở trong miền Nam xem chùa Yến Tử nó có những cái gì nha. Ở trong miền Nam thì không thấy được đâu. Tại vì chùa này ở ngoài Bắc. Mấy khi các bạn tự dưng ở miền Nam chạy ra ngoài Bắc coi. Mình review nói chung là từng đi di chuyển này. Rồi quay từng chùa, từng tượng một cho tất cả các bạn cùng xem. Để cho các bạn có một cái nhìn chân thực nhất về cái chùa Yên Tử này nha. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là ấn like, đăng ký kênh và comment ủng hộ mình. Chắc có lẽ nó hơi dài, mình sẽ chia làm nhiều phần đi ha. Mình úp dần lên. Như nếu mà gom lại một cái thì mình nghĩ nó hơi dài. Mình nghĩ là như vậy. Hiện tại mình đang đi đường khác. Cho nhà mình đi đường khác đây các bạn. Thấy không? Ở đây không có người mình có thể nó nói chuyện được chứ. Đông người mình ngại lắm. Thì vậy đông người mình cứ nói ngại không chịu được ấy. Thật luôn. Đây đường này đi xuống này. Mình lúc đó đông người mình không muốn nói gì hết. Mình chỉ muốn quay ha. Khổ lắm. Làm vlog đối với những người nhút nhát như mình nó là một cái sự khó khăn. Những người mạnh dạn thì không sao, nhưng mà mình nhút nhát đấy các bạn. Người mình cứ nói cái mà họ nhìn mình một cái là mình thôi thà im lặng. Người ta gọi là xấu xí, không nên gây sự chú ý. Nó là như vậy đấy. Chị mình đẹp đẹp thì mình cũng. Thật
tại mình xấu quá, xấu quá cừng câu. Hiện tại mình đang đi xuống ở đường dưới này, mình cũng đi xuống thì không mỏi bằng đi lên, đấy mình nói thật, nhưng mà nó đau đầu ngấn chân đấy các bạn. Nãy rất là đông, trên kia còn rất đông luôn. Thôi đi vài, đi hết một ngày các bạn, đi từ chỗ nhà mình Bắc Giang đi lên đến đây thì nó tầm khoảng 2 tiếng. Giờ mình rồi mình đi leo lên núi rồi đi lòng nhòng cái cáp treo các bạn, nhưng mà cáp treo nó chỉ đến một phần nào đó nhất định thôi, chứ nó không thể lên được cái trên này phải các bạn leo bộ lên. Đường giống như còn hoang sơ nhưng mà họ vẫn làm cho mình vài cái đường như thế này thế kia, nói chung là cũng được. Tuy những cái vlog này à, mà hôm trước thì có bạn kia bạn kêu rồi mình quay những cái clip như thế này nó sẽ làm sao ta chán ấy, nhàm chán ấy, thì mình là mình quay vlog chứ không phải là mình làm clip diễn hoặc là một vở kịch thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà đây là một cái vlog, nghĩa là mình quay đời sống thực tế, mình đi chơi như thế nào mình quay lại thôi nha các bạn, chứ không phải là mình làm clip diễn rồi thế này thế kia. Mình chỉ muốn làm những cái thứ gọi là giống như chân thật đấy, để cho tất cả các bạn có một cái nhìn gọi là nó chân thật nhất về gọi là cái hành trình của mình. Thế bạn nào mà yêu thích mình thì đăng ký kênh, ấn chuông để xem. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn có thể bỏ qua. Tại vì kiểu của mình nó là như vậy mà, mình đang quay vlog đời sống mà, chứ có phải là những clip hài hay là clip diễn hay là những cái clip mà có kịch bản này kia đâu. Không phải nha các bạn, mình đang quay đời sống chân thực của mình. Đấy, bạn nào thích thì xem thì đăng ký, không thích thì có thể gọi là không xem, đơn giản như thế thôi. Còn tùy đó là các bạn muốn như thế nào thì các bạn hãy như vậy nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành ủng hộ cùng mình. Đậu xanh cái đường này có một mình đi thôi, không có một ai hết trơn nữa, nên làm clip thì là đã quá. Ôi mát quá đấy bạn, kìa cây cối rất là mát luôn. Mà trên này thì mát lắm, mình có mặc áo nhưng mà khoác, nhưng mà mình cột ở đây rồi. Mình sẽ đi làm khá là nhiều vlog khi mà đợt ra ngoài Bắc này. Thật sự theo mình thấy thì mình thấy không hay, nhưng mà có thể sẽ khiến cho các bạn nó rất cần thích xem thì các bạn có thể xem ha. Được không? Hợp lý không? Hợp lý. Cái này mà buổi tối mà ngủ như này sao ta? Mình nghĩ rằng tối chắc không ai leo đâu. Không, mấy ngày Tết thì chắc ban đêm có người leo ấy. Tại vì ở cái núi Bà Đen đấy các bạn, đêm là vẫn có người leo đấy. Leo cái núi Bà Đen nó còn lên mà đỉnh núi các bạn, nó còn hoang sơ hơn thế này nữa cơ. Đây nó còn có bậc này, các bạn nhìn thấy có bậc bậc không? Đó. Có bậc leo lên đỉnh núi Bà Đen làm gì có bậc? Không phải là không có bậc mà nó có, nhưng mà nó bậc cái kiểu sơ khai ấy. Trước đây mình đi núi Bà Đen 3-4 năm rồi, cũng 3 năm trước mình có đi, năm Tết năm nào cũng đi, nhưng mà mấy năm nay không đi các bạn. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn có thể bình luận. À, Tết mình sẽ review núi Bà Đen cho các bạn xem. Và mình review thì nó không hay, nhưng mà nó sẽ chân thật, mình cứ quay dài cho các bạn xem. Núi Bà Đen thì ở miền Nam, còn cái núi Yên Tử này thì ở miền Bắc. Có nghĩa là mình làm clip ở Yên Tử thì ở các bạn miền Nam xem, còn núi Bà Đen thì các bạn miền Bắc xem. Nó khác nhau ấy, không giống nhau đâu. Núi Bà Đen thì nó đông người hơn, nên đó là ngày Tết thôi, còn những ngày thường thì mình nghĩ là cũng không ấy lắm. Nhưng mà nếu các bạn thích thì mình có thể đi ngày thường, review cho các bạn xem. Ít người thì mình dễ nói chuyện hơn. Đau quá. Đậu xanh mấy cái này, cây này nó đập. Hình như mình cao quá hay sao á, nếu mà mình thấp thì đâu đến gọi là thấp thì mình đâu có ấy được. Mình cao quá hay sao á. Ui nhìn cái hoành tráng quá. Quay đằng sau cho các bạn xem. Biết không? Hoành tráng không? À, cho toàn cảnh cho các bạn xem này. Đấy. Cái iPhone của mình thì nó có cái chế độ quay toàn cảnh nữa cơ. Đó, bởi vậy đông ra mình có thể quay. Ui, cái này giống như hang động ấy nhờ. Cái sự dung này nó phun ra một con rắn khổng lồ. Mình đấm nó chết. Đấy,
đấm chết luôn. Chết. Rồi, mình tưởng tượng thôi. Thật sự là không có các bạn. Không một bóng người đi lên. Sao kỳ vậy? Sao cái đường này không có ai vậy? Ủa mình đi đường nào đây? Thôi chết rồi. Không biết mẹ mình. Như Mia mới cả mẹ có biết mình đi đường này không trời? Đây có một cái cây này. Oh, yeah, come on. Come on baby, okay. Oh man. Cây thảo cuốn đỏ. Này cây thảo cuốn đỏ này các bạn. Nào. Này. Có ấy đây. Cắt nước quá. Đây rồi, tới đây, ngã ba đây rồi. Thôi chết rồi, mình bị lạc đường rồi các bạn. Phọng đường rồi, thôi sao. Hoang sơ ha, có mình này. Đúng là có một mình cảm thấy thoải mái quá trời. Đi cùng nó ổn quá. Không có thể tâm sự được với các bạn. Thì cứ đái quá đi. Yeah. Cảnh đẹp chứ bộ. Tôi xong. Sao anh tôi đang ở đâu này? Mẹ ơi! Kêu! Không biết đường về. Chết rồi. Chết rồi. Ở đây đường này đi xuống này các bạn. Nói thế thôi chứ, hình như là nó vẫn cùng một đường cả. Lên một nơi, xuống cùng một chỗ cả. Nó chia làm hai đường thôi. Đấy, mẹ mình đi đường kia om sòm ấy kìa. Mình thấy đường này sướng hơn này các bạn. Đường này bậc đẹp thế này cơ mà. Ơ sao? Bên kia đông các bạn ạ. Đậu xanh bên kia đông người quá trời luôn. Họ xuống, họ đi đường này. Nhưng mà thật sự ra là không ai xuống. Có mình xuống à. Ủa nhà mình đó nhưng mà đi đường khác. Không biết tới nơi chưa. Chả biết. Thôi thôi kiếm cô em nào hú hí đây. Mình rủ đi hú hí một cái nhỉ. Ở đây có đường mòn này. Chết đường mòn này đi hú hí quá. Rồi bỏ đi. Cái chùa dưới này, này các bạn. Chúc này, nhìn các bạn nhìn thấy cái chúc đẹp ha. Chúc này mà không có con gấu trong này không ta? Gấu chúc. Có chúc mà không có gấu. Mèo kìa, mèo hay thỏ ta. Ở đằng trước mình thấy có con mèo hay con thỏ ấy các bạn. Đẹp lắm. Thật luôn, hồi nãy mình thấy kìa. Hình như con mèo hay sao, mèo hoa hay sao đẹp thế. Có khi nào mình đi một chút nữa, tự dưng bên này một cô gái. Chỉ là dẫn thôi mà, là gì cười ghê vậy. Ê,
Anh chạy đến trên này. Nhưng mà mình đường mình đi đường này cơ. Lối về cáp treo. Nhảy ra cáp treo chùa Đồng. Mình hiện tại mình đang đi về. Ơ, cái chỗ này nhảy cáp treo thôi á. Không có gì hết à? Có thế. Đúng rồi mà. Cái này hồi nãy ở trên mình nhìn xuống ở đây cơ mà. Chứ rồi đậu phộng đường rồi các bạn. Không một bóng người. Không có một ai luôn. Thật là hoang phu và lạnh lẽo. Có khi nào mọi người biến thành zombie hết rồi không ta? Các bạn cẩn thận. Mình sẽ đi cẩn thận nha. Nó nhỏ nhỏ thôi. Mà không zombie nó nghe thấy đấy. Úi. 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 Không một bóng người này các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Có khi nào biến thành zombie hết rồi không ta? Thì phải gớm quá đi. Chết rồi. Lạc đường rồi. Cái này chỉ là cặp treo thôi. Rồi xong. Đậu xanh. Bây giờ mình phải chạy lên trên đoạn hai rồi. Oh man. Chạy. Chết rồi. Bây giờ mình đi đâu? Ôi thôi xong. Có khi mọi người biến thành zombie hết rồi chúng ta. Xong mình giống trong hoàn cảnh của bộ phim quá. Bên trong này tự dưng nó nhảy ra cái đầu. Xong. Anh ơi, em phải quên hết đường về. Anh có thể chở em về không? Anh có thể chở em đi cùng không? Anh ơi. Thế thì không đi đường đó các bạn ạ. Zombie nhiều lắm. Thôi đường này cho chắc ăn. Mình cái nơi đó, zombie nó dễ lộng hành. Đây. Zombie. Đầu chân vãi cả trượng. Ây à, sao mà họ có thể xây được những bậc thang như thế này được nhỉ? Thật sự là quá hay. Chắc lại phải biết bao nhiêu năm mới lên được. Đây, mình đã xuống ở chỗ hồi nãy mà mình tắt sang đây các bạn. Tháp bên kia kìa các bạn. Các bạn có nhớ tháp không? Rồi, mình sẽ đứng đây chờ mọi người nha. Trời ơi, sao tôi lỡ giết người tôi đã yêu. Yeah. Lại quay lại chỗ cũ các bạn ạ. Làm sao có thể lên trên tháp đó được không ta? Mình là một mũi trên tháp đó.
Mình cứ tặng xem nha. Ê, con mèo hoang kìa. Con mèo hoang chạy từ nãy giờ kìa các bạn. Đâu rồi? Alo. Em đang ở chỗ nào? Con kem chỗ nào? Anh xuống cái chỗ đó. Anh đang ở chỗ cái tháp nhà cao tầng này. Tháp này. Ơ thế mọi người đang ở chỗ nào? Anh đang ở dưới tháp, chân tháp này. Ơ thế chết rồi. Xuống đây đi. Đi tẩm lao rồi. Chết. Thế là mình đi đúng đường, còn mọi người đi lạc đường. Cái này tháp này trèo lên trên được không ta? Lối về. Ở đây có zombie không ta? Mình thấy ghê, thấy zombie rồi lao vào mà là mình chạy nha các bạn. Chú mày chạy, chạy đi. Ui. À đây, đường lên tháp đây này. Nhưng mà họ khóa cửa rồi đúng không? Đâu có cho mình lên đúng không? Lên được không? Khóa rồi. Quá rồi các bạn. Thì đến đây thôi, không xuống được nữa. Không trèo lên tháp được. Vì sao tôi nó. À ra phỏng vấn này, nhóc thôi nó chơi game không nha. Ê cô. Chơi Liên Quân không? Chơi Liên Quân không? Không chơi à? Sáng thế không có ai chơi Liên Quân ta. Này, còn tháp này đi cắp treo các bạn ơi, không trèo lên được, họ khóa rồi. Trời ơi, nhìn đẹp quá trời luôn mà không ấy, không trèo được tiếc ghê á. Mỗi là cắp treo này. Làm nhiều trên cháo cái gì nhỉ? Nếu lên Sapa trên đỉnh cái đồi nó như kia không nhìn thấy gì mà tượng toàn tượng đồng mười mấy. Hồi nãy mình ở trên này đó các bạn. To mà tít trên kia cả. Có tiền thật. Nếu đúng lên tới Sapa, đúng hết trên ngày xưa có tiên sống. Ngày xưa tới tiên hay là lên đến tỉnh trời. Chứ không ai đi được lên đấy cả. Có gì nó có di tích chứ. Bảo ghê đấy, có một toàn tượng to à. Ui, giờ nhìn lại thì ớn quá. Cái nhà cái hồi nãy cứ tưởng cái chùa nhưng mà thật sự không phải, cái đó chỉ là cái cáp treo thôi. Bên trong nó có zombie ấy. Cáp treo nhưng cũng như cái nhà của mình bên này có treo đó. Đúng rồi. Té con. Chuẩn bị đi xuống. Ăn. Xuống. Run quá. Run quá. Ui giời. Phải nhìn thấy anh không này? Có. Thấy anh run không? Sợ quá. Sợ quá. Anh thằng run quá. Run. Run quá. Ui đá này đá nó xém rồi. Đá đi quay à? Đá xem tớ. Đó. Đá kìa. Mạnh không? Cảm giác nào em? Nhà có thể cảm giác mạnh không? Ui nhìn núi kìa. Cái kìa, cái đỉnh chóm đó kìa. Đấy, đỉnh chóm hả? Ừ, mát lắm ha. Kìa, tít trên kìa, xa anh kìa, hồi nãy mình ở trên đấy. Cái nhà người ta xây dở đấy cơ. Ừ, cá to quá. Cá to đâu? Sáng nó bảo chạy được ô tô chạy lên. Ở đây có xe này hồi nãy. Hai. Cấm đỗ xe, nhưng mà được đi xe. À, nó cấm ở bên này thôi. Thì mình sẽ tiếp tục di chuyển lên cái chùa này là chùa Hạ, cũng là chùa cuối cùng mà
có nghĩa là kết thúc cái chuyến đi yến tử của chùa yến tử của mình nha. Các bé tí kìa. Xe kìa, sợ quá, chạy đi. Các bạn thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ leo từ đây lên trên đó cho các bạn xem nha. Ủa, quay phim nè. Quay phim để anh trèo từ đây này, anh trèo lên trên. Nhanh. À, đụng nó chơi làm thiệt hả? Đâu đi đi. Đó, nó một khoác bây giờ. Leo trên đó là lòi phèo ra đấy các bạn. Lòi leo leo được, nhưng mà nó hơi mệt. Giờ mình cũng mệt lắm rồi. Nhìn nó hùng vĩ không? Úi giời. Ôi, ghê chưa? Phê chưa? Bây giờ mới đói bụng này. Đói. Bây giờ mới đói. Bà đói. Đói kìa. Này con ăn được xe kem. Thôi lên xe này thì mình thấy nó cũng chùa, cũng bình thường. Bên này có quán nước. Ok, hiện tại thì mình thấy là họ vẫn còn đang tiếp tục xây dựng các bạn ạ. Đang xây có vẻ rất là hoành tráng đây này nhưng mà chưa xong. Ở bên ngoài thì xong rồi nhưng mà đằng sau đang xây tiếp một cái chùa nữa. Toàn bằng gỗ rồi các bạn, nhìn kìa. Ui, đẹp thế. Đó. Họ vẫn còn đang xây dựng, hiện tại mình vẫn chưa xong. Đang xây dựng nhiều lắm. Nhưng mà chùa này thì xong rồi. Mình sẽ quay sơ qua cho các bạn xem một vòng nhé. Bên trong cũng không được ha. Hoa gì đây ta? Hoàng Công Đức hả? Bên kia nha. Đây. Đấy. Đúng rồi, đấy. Phật tổ nhìn tay. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đã quay review xong cho các bạn xem chùa Yến Tử cho tất cả các bạn xem từ dưới chân cho đến đền thượng rồi nha. Giờ có lẽ mình cũng sẽ xin dừng clip đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở bên sau. Bye bye.